Sốc, sắp chạm mốc 8 tỷ người trên hành tinh. Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra dự báo rằng dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 và Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất trên trái đất vào năm 2023. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, cột mốc mới này là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc quan tâm đến hành tinh. Đây là dịp để tôn vinh sự đa dạng, công nhận nhân loại chung và ngưỡng mộ trước những tiến bộ về y tế đã kéo dài tuổi thọ và giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em. Ban Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc cho biết, dân số thế giới đang tăng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 1950, sẽ đạt 8,5 tỷ người vào năm 2030 và 9,7 tỷ người vào năm 2050. Dân số thế giới sẽ đạt đỉnh khoảng 10,4 tỷ người vào thập niên 2080, trước khi ổn định ở mức đó cho đến năm 2100 theo dự báo của Liên Hiệp Quốc.